Xin chào các bạn. Có một vài bạn có hỏi mình là cái ghế này, muốn dựng những cái ghế hoặc là những cái vật như kiểu như thế này thì dựng như thế nào cho nhanh và cái cách dựng của nó như thế nào. Thì hôm nay mình quay trở lại là một bài hướng dẫn nhỏ, hướng dẫn các bạn dựng một cái ghế như thế này. Thì những cái ghế dạng như thế này thường thì trong concept hoặc là trong đồ án các bạn thường rất là thích, và cái ghế này thực tế cũng có thể thi công được chứ không phải là không. Mình cũng đã từng làm một cái và cũng đã thi công rồi, nói chung là cũng khá ổn, không có vấn đề gì cả. Thì mình sẽ làm bài hướng dẫn như sau. Trước tiên các bạn phải xác định được cái kích thước của cái ghế, ví dụ như là cái chiều cao của cái ghế này này là bao nhiêu, và cái phần mình để mình ngồi được ấy là bao nhiêu. Ví dụ nhá, ví dụ mình lấy ví dụ như là cái chiều cao này là khoảng 450, chiều rộng cũng khoảng tương tự như vậy thì mình mới ngồi được đúng không? Còn cái phần lưng tựa này nữa này. Đấy. Mình sẽ làm như sau. Thì mình sẽ full màn hình lên. Trước tiên là mình chọn mặt đứng và chọn đường 2D, vẽ một hình chữ nhật. Được chưa? Các bạn sẽ làm tương tự. Tắt tính năng rendering đi. Hình chữ nhật này mình sẽ để kích thước là phần ngồi của cái ghế và phần chiều rộng của cái ghế, chiều cao của ghế. Ví dụ chiều cao mình để khoảng 450, chiều rộng khoảng 450. Ví dụ như vậy. Mình convert cái hình này về SVL này. Sau đó thì mình sẽ đây nhá. Để nó mềm được như này và nó có cái đoạn vuốt lên đây. Thì mình sẽ chọn lệnh chạy góc độ 1, sau đó chọn cái lệnh refine này. Thêm điểm vào đây. Được chưa? Mình kéo cái điểm này lên để tạo cái phần để mình ngồi, phần tựa cho cái ghế. Ok. Phần này có thể thay đổi. Đấy. Co lại một tí để khi mình để mình ngồi, khi mình ngồi mình có thể co lại để chân dễ dàng hơn. Mình chọn corner này. Cho nó thẳng. Đấy. Sau đó thì mình sẽ chọn các cái điểm này. Mình cho lệnh fillet để bo tròn các góc ở đây. Ok. Trên này cũng tương tự. Fillet đi. Cái này cũng vậy. Ok. Mình coi nó là cái phần này đi. Coi như mình đã vẽ được một một thanh của nó rồi. Tiếp theo, mình về mặt bằng. Mình vẽ đường cong là cái chiều này này, là hình dạng của cái ghế trên mặt bằng. Ví dụ nó sẽ là một đường cong thế này. Ví dụ như vậy. Được chưa? Mình chọn lệnh smooth hoặc là lệnh bezier trong góc độ 1 với các điểm này. Bezier. Sau đó mình cầm mình tùy chỉnh. Được chưa? Tùy chỉnh các điểm này. Ok. Này cũng vậy. Các bạn có thể vẽ những cái hình dạng này theo cái hình mà các bạn muốn. Như đây là mình làm một cái ví dụ như vậy. Còn để muốn muốn xác định được kích thước tổng chiều dài này bao nhiêu, các bạn có thể dùng một hình chữ nhật này. Và mình vẽ đường đường này trong khuôn khổ hình chữ nhật đấy. Ví dụ cái này nó sẽ là 2500 chẳng hạn. 1500.
ví dụ như vậy, khoảng đấy, nằm trong khoảng này thì mình có thể kéo lên điều chỉnh lại một chút. Đấy. Thằng này xóa đi. Bây giờ mình sẽ dùng interpolation này cho cái đường cong này nó mịn đi. Cuối cùng là mình sẽ cho cái ghế này chạy quanh đường cong này. Thì các bạn có thể dùng lệnh load chọn đường dẫn, sau đó thì các bạn chọn copy object, chọn load này, chọn get shape này, pick vào mặt cắt cái ghế này, thì mình có một cái như thế này. Ok, nhưng các bạn thấy là cái như cái ghế này ấy, cái phần ngồi này nó có đoạn cao đoạn thấp, thì các bạn muốn có thêm các đoạn thấp vào đây, các bạn làm thế nào? Mình sẽ copy ra một cái mặt cắt ghế nữa, kéo ra đây, kéo sang bên cạnh luôn, về mặt đứng này, mình điều chỉnh cho nó thấp xuống. Đấy. Ok, điều chỉnh thấp xuống, hoặc mình copy ra cái nữa này. Ngoài việc điều chỉnh thấp xuống, mình sẽ điều chỉnh về hình dạng của nó, thấp xuống nữa chẳng hạn. Điểm này mình sẽ để chế độ bezier corner này. Điểm này cũng vậy, bezier corner này. Đấy. Ok, ví dụ như vậy nhé. Bây giờ để đưa được các đoạn load để vào đây, trong load này của cái đối tượng ghế đã được load, các bạn chọn xuống phần path, trong phần path parameter đây, mình sẽ điều chỉnh lại. Ví dụ ở đầu tiên này mình sẽ chọn được cái đường dẫn khác, chọn get set, mình chọn cái đường dẫn này chẳng hạn, đây là biến đổi đi cho đoạn đầu là như vậy. Tiếp theo mình coi cả cái độ dài là một, là cái khoảng thông số là 100%, thì cái path này đóng vai trò là các bạn muốn là từ đầu này đến khoảng bao nhiêu phần trăm thì bắt đầu nó biến đổi thành cái đường dẫn khác. Rồi mình đến khoảng 30% đầu, từ đầu này đi, cái đường dẫn nó sẽ báo cho mình là từ đầu này hoặc đầu kia, thì phụ thuộc vào cái điểm đầu hoặc điểm cuối của đường thẳng này, của cái đường dẫn này, 30%. Sau đó mình chọn get shape tiếp tục, và mình kích vào cái đường dẫn cao hơn này chẳng hạn. Mình cảm thấy 30% nó cũng hơi bị gần, nó sẽ thay đổi quá mạnh như này. Mình sẽ lát nữa mình sẽ điều chỉnh sau. Tiếp theo là đến khoảng 70%, mình lại set 70%, sau đó thì mình chọn get shape và mình pick vào đường khác, thì nó thay đổi như thế này. Làm xong các bạn thoát lệnh get shape này, chọn cái đối tượng này và có thể sang modify để điều chỉnh của nó. Thì trong này các bạn sẽ chọn, trong cái load này có hai thành phần, đó là shape và path. Shape là mặt cắt tiết diện, tức là các cái đường mặt cắt ngang của ghế này. Còn path là đường dẫn, là cái đường dẫn tổng thể chiều dài của cái ghế này. Thì mình muốn, trước tiên mình muốn nó mịn hơn một chút, bởi vì cái đường dẫn này nó chạy, nó đang có ít các cái đoạn này, các cái đường sinh ngang này, mình sẽ tăng nó lên. Thì trong phần skin parameter này, các bạn có thể tăng cái path step này lên, thì nó sẽ mịn hơn này. Đấy, tăng path step lên. Còn shape step là các cái đoạn, đoạn tăng thêm vào cái tiết diện, tăng lên nó sẽ mịn hơn này. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình thấy mình cần phải dịch chuyển cái khoảng khoảng cao này ra đây. Mình chọn shape, sau đó các bạn chọn F2 này và quét lấy một cái shape ở cái đoạn giữa của mình, rồi cầm lệnh move dịch chuyển đi. Đấy. Để điều chỉnh đến vị trí mình muốn.
dụ ở đây đúng không? Mình muốn ra đây có một cái nữa, mình giữ shift copy ra. Đấy. Ok, chọn copy này. Ok. Cái shape này mình có thể quan sát lại tổng thể của cái ghế ổn chưa? Thì như vậy đấy là cái cách để các bạn điều chỉnh qua lại sao cho nó phù hợp. Ví dụ chỗ này mình sẽ xóa đi một cái shape này. Xóa đi. Đấy. Trông có vẻ mềm mại hơn. Ngoài ra thì bây giờ muốn chỉnh lại, ví dụ cho cái điểm này cao lên, thấp xuống. Các bạn đều để điều chỉnh trong này. Để điều chỉnh cái, ví dụ như mình muốn điều chỉnh cho các điểm này thấp xuống thì mình chọn shape, chọn các đường thẳng, chọn các đường tiết diện này. Sau đó thì chọn về đường line của nó, các bạn chọn điểm này. Các bạn thay đổi như bình thường. Kéo lên, kéo xuống. Thì đây nó có liên kết đối với cả cái hình cái đường line ban đầu này. Cho nên mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đấy. Hoàn toàn điều chỉnh được. Hoàn toàn thay đổi được. Ví dụ như vậy. Thì các bạn có thể chọn nó thay đổi theo ý của mình. Mình làm ví dụ vậy thôi. Thì sau khi mà làm được, trông nó ngon ngon này rồi, trông nó ổn, trông có vẻ cũng tạm được. Mình convert về poly này. Lúc này các bạn có thể xóa đi những cái đường 2D này rồi. Thì đây là cái ghế của mình. Tiếp theo để lấy được các cái đoạn ngang như này, các cái đường thế này trong poly này, mình chọn các đoạn thẳng trong cấp độ thứ hai này, mình chọn các đoạn này, thì chọn một đoạn này các bạn có thể chọn ring để chọn được hết như này đúng không? Đấy. Những cái đoạn mau này các bạn có thể chọn tách nó ra. Bạn chọn lệnh lốp. Sau đó chọn lệnh create shape form selection để tách những cái đường cạnh này ra thành đường line. Các bạn chọn lệnh smooth hoặc là line linear cũng được. Xong các bạn xóa khối poly đi. Các bạn sẽ có một dãy đường 2D như thế này. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo? Các bạn chọn rendering này. Tăng rendering của nó lên. Chọn chế độ rectangular này. Tăng này lên. Ok.